Xin chào các bạn, mình là Quang và hôm nay mình quay video clip này để hướng dẫn cho các bạn cách tiếp mực máy in HP Laser đa năng Never Stop 1200W. Tại vì sao lại là HP Never Stop 1200W? Bởi vì đây là một dòng máy in rất đặc biệt. Dòng máy in này của HP không sử dụng cắt chì mực. Việc không sử dụng cắt chì mực sẽ khiến cho việc tiếp mực vốn lâu, độc hại, khó thực hiện và kém vệ sinh trở nên nhanh chóng, đơn giản và không độc hại hơn rất nhiều. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến một chút với thông số của HP Never Stop 1200W. Dòng máy in này có khả năng in liên tục tới tốc độ là 20 trang trên 1 phút. Công suất tối đa hàng tháng là 20.000 trang và với cái cơ cấu chứa mực mà Quang đang cầm ở trên tay đây thì máy in có thể in tới 5.000 trang trước khi phải tiếp mực. Tính năng scan màu độ phân giải thực 600x600 PPI cùng với khả năng copy liên tục 99 bản cũng rất đáng chú ý. HP Never Stop 1200W có thiết kế mặt kính quét tràn viền giúp cho thao tác đặt giấy, lấy giấy khi copy hay scan trở nên nhanh, tiện và không bị quăn giấy. HP Never Stop 1200W ngoài kết nối dây USB kiểu truyền thống thì còn có thể kết nối qua Wi-Fi Direct tích hợp sẵn trong máy. Nhờ kết nối Wi-Fi, chúng ta có thể in, scan, quản lý bản in trên thiết bị di động thông qua Wi-Fi bằng ứng dụng HP Smart tương thích với Windows 10, iOS, Android. Bên cạnh đó, HP còn trang bị cho chúng ta một bảng chỉ thị bằng đèn LED để thông báo trực tiếp lượng mực còn lại trong máy in. Nếu cả ba vạch đều sáng, tức là máy in đầy mực. Nếu hai vạch sáng, nghĩa là máy in chỉ còn một nửa lượng mực. Như các bạn đang thấy, chiếc máy in này đã được mình in gần hết mực, đèn báo hiệu chỉ còn một vạch. Và để thực hiện việc tiếp mực thì đầu tiên chúng ta sẽ phải mở nắp máy in ra. Rồi ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ mở nắp chắn bụi, bộ phận tiếp mực ở bên hông máy. Rồi ạ. Qua đang có ở trên tay là một bộ tiếp mực vẫn còn nguyên hộp và nguyên tem của nhà phân phối FPT. Bây giờ Quang sẽ bóc ra để xem nó như thế nào. Bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bộ sách hướng dẫn và bộ tiếp mực được hút chân không trong túi. HP rất tiện lợi là làm luôn cho chúng ta một cái khía để xé. Rồi, bên trong nó giống y hệt như là cái bộ tiếp mực của Quang lúc nãy đã cho các bạn xem. Mình sẽ để tạm cái bộ này ở chỗ khác. HP đã in hướng dẫn tiếp mực ở trên hông của bộ tiếp mực, in ở hai mặt ạ. Nó có 8 bước. Thì theo như cái này, đầu tiên thì chúng ta sẽ phải lắc bộ tiếp mực lên để cho mực bên trong được trộn đều. Vâng, tôi nghĩ là cái phần mực đã được trộn đều rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tháo đầu nắp bảo vệ và ta cắm vào máy in. Các bạn nhìn nhé. Vâng, các bạn nghe tiếng động đúng không ạ? Máy in đã nhận bộ tiếp mực rồi. Chúng ta sẽ xoay 180 độ. À, tôi nhìn xoay sang bên kia. Đó. Chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Vâng, đã thêm một tiếng động nhỏ nữa để báo là chúng ta đã xoay đúng. Bây giờ chúng ta sẽ tháo chốt. Rồi ạ, chúng ta tháo chốt bảo vệ. Như thế này là chúng ta sẽ in được luôn. Bây giờ Quang sẽ thực hiện việc bơm mực luôn. À, vâng, như thế là chúng ta đã thực hiện xong một lần rồi. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải đẩy xi lanh đến tận cuối cùng. Và khi hoàn thành, nó sẽ có một tiếng cạch nhỏ để báo hiệu là chúng ta đã bơm thành công. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại. Vâng, và rút ra. Vâng, như thế là chúng ta đã thấy là đèn báo mực đã được tăng lên. Chúng ta sẽ lại đóng nắp của bộ tiếp mực lại. Như thế là Quang đã tiếp xong được một bộ tiếp mực của HP rồi. Và bây giờ Quang sẽ thực hiện thêm một lần nữa để chiếc máy in này được đổ đầy mực. Như các bạn đang nhìn thấy ở đây, chúng ta đã có hai đèn báo mực rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại những cái thao tác vừa rồi. Đầu tiên, chúng ta lắc đều. Vâng. Tiếp theo, chúng ta sẽ lại tháo nắp bảo vệ sang một bên. Và chúng ta cắm lại.
Vâng, máy đã nhận bộ tiếp mực tiếp theo rồi ạ. Chúng ta xoay 180 độ theo chiều kim đồng hồ. Vâng, lại có một tiếng động nữa để báo hiệu là việc xoay đã thành công. Chúng ta tháo chốt và chúng ta lại tiếp tục ấn xi lanh xuống để bơm mực. Vâng, như thế là đã thành công rồi ạ. Đã xong rất nhanh đúng không? Tất cả các thao tác chỉ tốn có 15 giây thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vặn ra. Vâng. Đã xong rồi ạ. Toàn bộ quá trình tiếp mực cả hai bộ chỉ tốn của Quang thực tế chỉ vài chục giây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn tiếp mực HP Never Stop 1200W của Quang. Nếu thấy hay, hãy bấm like và subscribe ủng hộ Quang. Và đừng quên bấm nhận thông báo để xem tiếp những video sau. Xin chào các bạn.